Mấy ngày nay là hơi nóng rồi đó, nên là mình nghĩ là mùa hè nó cũng gần tới rồi. Nên là hôm nay mình mới làm cái video này để gợi ý cho các bạn nam về những cái item, những cái outfit mà các bạn có thể mang vào mùa hè này để trở nên nổi bật hơn, kiểu nó màu sắc hơn so với những cái mùa hè khác. Tại vì mình nghĩ là mùa hè này á, Tụi mình phải đẹp thôi. hết thời gian rồi, mình phải nóng bỏng thôi. Đó đó, kiểu vậy đó. Con trai thì phải có một cái chút gì đó nó nóng bỏng, nó lãng tử, mình mới thu hút được phái đẹp được. Mặc dù mình BD thôi nhưng mà mình vẫn muốn thu hút tất cả mọi người luôn, giống như là mình bị tham lam á. Cái gì mà cũng muốn hết trơn á. Nhưng mà trước khi đến với cái bộ đồ đầu tiên thì mình phải cho các bạn có một cái chút gì đó gọi là mùa hè đang tới, có một cái dấu hiệu gì đó thì mình sẽ đi bơi. Tại vì mình có cái chỗ đứng trong cái ngành thời trang này á, nên là các bạn cứ yên tâm đi, các bạn để mình lo, mình không để các bạn thất vọng đâu. Tại vì những cái outfit của mình kiểu giống như là chọn lọc kỹ lưỡng, nó có cái concept rõ ràng luôn, nên là các bạn sẽ thích nó thôi, mình đảm bảo 100%. Cái bộ đầu tiên này mình muốn mang cho các bạn cảm giác an toàn á, nên là mình mới chọn cái bộ đồ như vậy. Đó là một luồng khí Hawaii từ bên Hawaii về thì nó sẽ như vậy đây. Đó có rừng cây được các kiểu, thấy không? Rồi mang áo mà có nút mà như không có nút vậy đó, cứ mở ra thôi. Còn quần á thì mình mang một cái quần nó rất là basic, màu một kem để cho nhìn cái bộ đồ nó kiểu nhẹ hơn á, nó không có bị tối màu, nó không có bị giống như là một cái cục tường. Nên là mình mới làm cái bộ đồ mình nó nhẹ hơn thì nhìn nó sẽ phóng khoáng hơn, nó mát mẻ hơn, nhìn nó kiểu. Bộ đầu tiên này á, mình không có dùng kiến thức mình nhiều nên là nhìn nó như vậy thôi, chứ còn mấy bộ sau là đỉnh nữa. Thôi giờ mình sẽ qua cái bộ thứ hai cho bạn xem cho các bạn biết liền luôn á. Đó, các bạn thấy chưa, cái trình độ đẳng cấp của mình nó như vậy đó, nó phải từ như vậy trở lên chứ không có ở phía dưới. Cái outfit này á, mình lấy cảm hứng từ mùa hè của Bắc Âu, nó mùa hè vậy thôi chứ trên thế giới cả đống nơi mùa hè lạnh ngắt, thậm chí ở Việt Nam mình nữa, lâu lâu có mấy ngày cũng lạnh cho mùa hè mà, nên là mình phải có mấy cái bộ này để mình. Ở trên là một cái áo lông đúng không, nhìn giống như là không mặc quần vậy đó, nhưng mà quần boxer phía trong. Còn ở dưới này á, mình sẽ mang một đôi tất hình thanh long. Còn giày á thì mình sẽ chọn một cái đôi giày vải cổ cao như vậy, tại vì trời cũng lạnh á, tuyết đồ nó rơi xuống hoặc là mưa đồ rơi xuống thì mình bảo vệ được cái chân của mình, nó cao nên vậy nó đỡ văng nước đồ lên hơn đó. Đúng rồi. Thì cái câu chuyện mà mình muốn nói ở đây á, là một chàng trai cầm một con cá bông ngồi đứng đợi người yêu cho buổi hẹn đầu tiên. Nhưng mà cô ấy không tới thì chàng trai đã nói giỡn cho vui thôi. Chứ còn cái phong cách này á, mình lấy ý tưởng từ một cái gì đó nó rất là châu Âu. Các bạn có coi phim Call Me By Your Name không? Nó cũng mang như vậy, mang một cái áo sơ mi rồi xong cái sắn cái này lên rồi mang quần jean. Nó rất là kiểu cổ điển á. Mình biết là cái bộ này nó an toàn, mọi người rất là thích, nhưng mà nó không phải là cái đẳng cấp của mình. Mình phải kệ thôi, tại vì mình làm content để cho mọi người cùng xem chứ không phải là một người chuyên gia như mình xem á. Giờ mình sẽ tới với bộ thứ tư. Thì cái bộ này nó có một cái câu chuyện nó rất là đặc biệt, các bạn hãy chờ xem. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Cái bộ thứ tư này mình lấy cảm hứng từ những anh rapper với lại là những anh tập gym á, hai anh kết hợp lại thì sẽ ra được cái vibe như vậy. Cái vibe kiểu rất là mạnh mẽ, rất là hip hop nha. Ở trên đó thì mình có một cái áo khoác nách như vậy, rất là sexy nha. Chữ gì vậy? Còn lý do vì sao mình mang cái quần này rồi nhưng mà mình vẫn có một cái quần bên trong, tại vì cái quần bên trong nó có thể bảo vệ cho cái chân của mình, nó tránh chấn thương cho cái lúc mà đang tập á. Ở dưới đây mình chọn một đôi dép nó rất là êm chân, rất là dễ tập luôn, không có bị trơn trượt nha. Có cái chữ sub ở đây là đóng là supreme nhưng mà fake, ý là còn cái đôi tất á thì mình mang đôi tất màu trắng để cho nó tương phản với cái dép này. Mặc dù là nó tương phản nhưng mà nó không có đối đầu nhau, nó đi đôi với nhau á, nhìn nó rất là hợp rơ.
Đâu có phải ai cũng làm được cái đó đâu, không có dễ. Mấy cái đó là làm khó lắm, tại vì mình là mình ở trong ngành nhiều năm rồi nên là mình mới có cái góc nhìn nó như vậy. Chứ còn mà người ngoài thì mình nghĩ người ta bị sợ. Mình ưa thì mình mang thôi. Vì cái clip này nó rất là quan trọng với mình, với lại nó mang nhiều giá trị cho cộng đồng á, nên là mình sẽ xóa nó trong vòng 1 tiếng. Tại vì mình nghĩ là với cái thứ giá trị như này mình không thể public cho mọi người coi khi nào cũng coi được. Nó chỉ có giới hạn thôi á mọi người, kiểu như limited đó. Nên là mọi người hãy ráng coi, nên là mọi người coi càng sớm càng tốt. Với lại là thả cái like cho mình, subscribe nữa. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye.